Em xin được gửi lời chào đến hai vị ban giám khảo Danh hài Trường Giang và Trấn Thành. Em xin chào anh Ngô Kiến Huy và chào tất cả quý vị đang xem đài. Xin chào ba mẹ. Giới trẻ ha, ra sạch sẽ, chịu. Bạn ơi, ngoài cái ghế ra bạn còn đạo cụ hay bạn diễn không? Em diễn một mình. 60 giây, bắt đầu. Má ơi, tại sao vậy má? Tí xí em xả dài một xíu. Dạ em đang đóng vai con gái, em nói chuyện với má của em. Dạ. Má ơi, tại sao vậy má? Tại sao má cấm con quen ảnh vậy? Chúc mừng bạn giành lấy 2 triệu từ danh hài Trấn Thành. Xin lỗi bạn, tôi dễ dàng quá. Bạn làm tôi hết hồn, bạn hiểu không? Ngủ cái tôi hết hồn. Làm lại cái này luôn tiếp ha. Dạ. Đi tiếp luôn không? Lấy 10 triệu. Dạ, đi tiếp chứ. Đi tiếp. Và thời gian 60 giây bắt đầu. Má ơi, tại sao má không cho con quen ảnh vậy má? Trời đất ơi, má nói với con bao nhiêu lần rồi. Con gái con lứa mới có lớp 3, lớp 4 hà mà yêu chi con trai không biết nữa. Yêu con gái đi cho má vui. Trời đất ơi, má ngộ quá. Hồi đó má quen có ai cấm má không? Trời đất ơi, tao cấm mày là tao thương mày đó. Gì? Cấm là thương? Cấm là không có thương á. Không thương nên mới cấm á, thương là không có cấm rồi. Mày nói cái gì vậy? Hả? Trời đất ơi, hồi đó bà ngoại mày thương tao nên mới cấm tao đi chơi với trai đó, mày biết không? Đó, thấy chưa, cấm má chơi với trai mà sao má đẻ ra con. Đó, giờ mà cấm con nữa là đẻ ra nữa rồi làm sao? Trời đất ơi, nhờ cấm nên mới đẻ rồi mình mày. Không cấm là một chục đứa như mày rồi, mày biết không? Hả? Thôi đi, tao nãy giờ cũng nói vừa má không nghe lời con gì hết trơn vậy. Trời đất ơi, má tán một tán vô cái bờ mông bên trái là chết nha con. Ha, trời đất ơi, tao đẻ ra mày mà. Cái gì kỳ vậy? Thôi đất ơi, đẻ ai đẻ không được, con gái cũng đẻ được vậy. Thôi đi, rồi bây giờ tao má mày hay mày má tao? Ủa bây giờ má má con hay là con? Rồi. Chúc mừng bạn, giải thưởng 10 triệu thuộc về bạn. Nó bền bỉ thiệt. Kiên trì, chăm chỉ. Chăm chỉ mà nó làm bất chấp. Tốc độ nói cũng dữ đó, không thua gì Trấn Thành đâu. Không, bởi vì em có khả năng, em có tài năng chứ đâu phải không đâu. Một cái câu chuyện của hai bà má với đứa con. Bất chấp cuộc sống này có như thế nào thì em vẫn đứng lên và ngồi xuống. Thấy không, kiên trì, nhẫn nại. Được, chịu. Và bây giờ em đã sở hữu 10 triệu. Vòng tiếp theo giá trị giải thưởng sẽ là 20 triệu đồng. Nhưng lưu ý, nếu em thất bại, em sẽ mất trắng 10 triệu hiện tại. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định. Em sẽ thi tiếp. Thi tiếp. Và 60 giây, vòng 3 bắt đầu. Em yêu dấu, kể từ lúc đôi ta xa nhau, rời quê hương thành phố Hồ Chí Minh đi lập nghiệp. Anh đến Sài Gòn, còn em đến thành phố mang tên Bác xa xôi. Tuy khoảng cách về địa lý cách trở, tuy nhiên lòng anh lúc nào cũng nguôi ngoai nhớ về em, có biết không? Trời đất ơi, thời tiết ở đây nó rất là kỳ lạ. Một tuần mưa có 2 lần, lần mưa 2 ngày, lần sau mưa nhiều hơn chút, được 5 ngày. Mà hễ mưa một cái là nhà anh gặp nước, nhà em nước cũng lên láng. Mà ngộ một cái là cứ chiều chiều mà anh đi dạo ở trong cái Dinh Độc Lập á, thì lúc nào anh cũng mong được bắt gặp hình bóng của em. Nhưng mà có ngờ đâu em lại đi ở Dinh Thống Nhất. Bởi như vậy, cho nên chết rồi, thời gian sắp hết rồi em ơi. Cho nên anh không thể nào viết cái lá thư này xàm hơn được nữa. Càng xàm nhưng mà ban giám khảo cũng lại không cười. Mà không cười thì anh sẽ bị khủng hoảng, rồi tâm thần, rồi bế tắc, rồi anh sẽ bị bệnh. Angela, ambulance, banca. Cho nên là thôi, kết thư thì chúng ta, anh nghĩ rằng là tình anh giữ tình em giữ tình em. Tình em giữ tình em giữ tình anh. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Gửi em cô gái bán bún mắm đồng sản. Chúc mừng bạn, danh hài Trấn Thành nở nụ cười. Kịp không, kịp không? Ở giây cuối cùng, giây 60. Trời ơi, lực nói ghê thiệt. Cũng là tập dữ lắm ở nhà đó phải không? Dạ, thực ra thì em cũng rất là hâm mộ hài của anh Trấn Thành. Dạ, em không biết sao mà em cứ nói chuyện với bạn em, diễn viễn mặt em tiếu tiếu lên. Các bạn nói, trời ơi, sao mà giống Trấn Thành quá vậy? Đâu, mà đi giờ diễn cái gì giống anh Thành coi. Em cũng không biết nữa, mình trời, mày đừng có nói. Trời đất ơi, tao nói là mày đừng có nói nữa, mà sao mày nói hoài vậy? Thì bây giờ mày nói đi. Không nói hả? Nói thôi, dẹp, kiếm tẻ đi. Năng khiếu lắm chứ bộ. Mà quan trọng á, em á là em nói cái chữ đó rất là rõ ha, nói nhanh nhưng mà không có bị vấp và nó không có bị lua, nó có cái nội dung đàng hoàng. Mặc dù là nó thật sự chưa có phải là cái gì đáng để cười ồ ạt ha, em vẫn còn hơi non. Nhưng mà quan trọng là anh thấy là em là một cái cậu bé có tiềm năng, có máu hài hước. Quan trọng là em đam mê, và những người có đam mê vậy thì anh thường anh khuyến khích để làm nghề, tại vì anh nghĩ là em có cái cơ sở và cái điều kiện để em theo đuổi cái nghề này. Và bạn thân mến,
Bạn đã nắm chắc chắn trong tay 20 triệu đồng. Như anh Thành nói là một cái vốn làm nghề rất là nhiều. Vòng tiếp theo là 40 triệu. Bạn quyết định ra sao? Thực sự thì em cũng có chuẩn bị một tiết mục tiếp theo, cho nên em sẽ đi tiếp. Đi tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Xin hân hoan chào đón mọi người đã đến với chương trình Hẹn Hò Giấu Mặt. Tôi là MC và hôm nay nhân vật nam chính của chúng ta chính là anh Sumali Công Linh. Dạ, chào anh Linh. Không biết rằng là hôm nay anh đến với chương trình Giấu Mặt thì anh có muốn nhắn nhủ điều gì với nhân vật nữ của chúng ta không ạ? Hello. Is it me you're looking for? Và câu thứ hai tôi muốn hỏi anh là sở thích của anh là ăn cái gì ạ? Và câu thứ ba là tôi muốn hỏi anh á, là không biết là anh đã làm sẽ làm gì để mà gây ấn tượng với người bạn nữ này ạ? Và cuối cùng xin nhân vật nữ lộ diện, đó chính là bà Quỳnh Tú Hồng, 70 tuổi. Không, lần cuối nắm tay nội thì hãy nói hết đi nội, những năm tháng yêu nội giả dờ. Chúc mừng bạn, 40 triệu đồng đã thuộc về bạn. Dù gì đi nữa, đi tiếp hay không phải lên bắt tay em, cái quá thông minh quá rồi. Còn trẻ ha, chịu đầu tư, chịu suy nghĩ, đi thi và cho mọi người thấy là em nghiêm túc với cuộc thi này. Gặp MC luôn, không tha danh bàn thờ. Chịu, dễ thương. Bây giờ 40 triệu đồng, cơ hội làm triệu phú đang nằm trong tay em. Dạ, tấm xét đó có 10 triệu anh. Đưa tấm xét lên làm gì anh Thành? Thôi. Nhiêu đây đủ tiền thôi. Anh kế bên đó. Gần cuộc chơi. Em dừng lại ở đây thì có nghĩa là hôm nay em được 40 triệu và em cũng có cơ hội tham gia trong vòng gala. Chúc mừng em chàng trai trẻ. Xin mời hai danh hài lên trao giải thưởng 40 triệu cho bạn Phùng Minh Quang. Cảm ơn bạn. Với số tiền này thì chắc là trước hết là em cũng sẽ chung vui với lại bạn bè và gia đình của mình. Thứ hai thì em sẽ dùng một phần để mà giúp ba mẹ em có thể sửa sang lại được hàng quán đang kinh doanh tại nhà.